cũng liên quan đến lĩnh vực hàng không. Sau khi thực hiện chuyến bay kỹ thuật vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, đường bay Cà Mau, Nội Bài và ngược lại sẽ chính thức được khai thác vào ngày hôm nay với tần suất 3 chuyến một tuần vào các ngày 3, 5, 7. Đơn vị khai thác đường bay này là hãng hàng không Bamboo Airways, dự kiến thời gian bay khoảng 2 tiếng 20 phút. Máy bay được sử dụng cho đường bay này là loại Embraer 195. Hiện tại, chuyến bay thương mại sẽ có 2 hạng ghế phổ thông 90 ghế và thương gia 8 ghế. Tuy nhiên, đơn vị khai thác chỉ bán từ 70 đến 80% số ghế nhằm tạo sự thoải mái cho hành khách.